Từ trước đến nay, phân khúc B vẫn là một mảnh đất màu mỡ tại thị trường Việt Nam với doanh số khủng và nhiều mẫu xe đen cạnh tranh cùng nhau. Bước sang năm 2021, các đại diện trong phân khúc này đang lần lượt được nâng cấp để tăng sức hút trước bối cảnh những mẫu xe gầm cao đang xâm nhập ngày càng nhiều vào nước ta. Dù thị trường ô tô Việt Nam năm 2020 bị sụt giảm 8%, theo báo cáo từ VAMA do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhưng phân khúc B vẫn ghi nhận mức tăng doanh số tốt với 9,2%, tổng số xe bán ra đạt 73.645 chiếc. Theo đó, các mẫu xe đen ăn khách hàng đầu phân khúc như Toyota Vios hay Hyundai Accent đều tăng trưởng tốt. Điều này có được nhờ công không nhỏ từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước. Cụ thể, Toyota Vios đạt doanh số 30.251 chiếc trong năm 2020, tăng 11,3% so với năm trước và đứng đầu danh sách bán chạy ở Việt Nam, trong khi Hyundai Accent xếp ngay phía sau với doanh số 20.776 chiếc, tăng trưởng 5,4%. Kia Soul Uto cũng có một năm kinh doanh khởi sắc với 8.334 chiếc bán ra, xếp thứ 3 trong phân khúc. Ngoài ra, Mitsubishi Ache và Mazda 2 cùng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số với các bản nâng cấp kịp thời trong năm 2020. Tuy nhiên, phân khúc B cũng gặp phải một số sự sụt giảm, trong đó, vấn đề của Honda City là bản cập nhật chưa về kịp thời trong năm 2020, còn Suzuki Ciat gặp vướng mắc về vấn đề nhập khẩu khiến nhiều tháng không phát sinh doanh số. Mặt khác, việc chuyển giao nhà phân phối khiến Nissan Sunny bị ảnh hưởng không nhỏ vào cuối năm ngoái, thậm chí kéo theo cả giai đoạn đầu năm nay. Trong khi đó, sự xuất hiện của những mẫu crossover cỡ nhỏ mới ở Việt Nam với mức giá tương đương đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đe dọa trực tiếp đến các xe đen ở phân khúc B. Điển hình trong số đó là những Kia Seltos và M-Grade S vừa được giới thiệu ở nước ta trong năm vừa qua. Đó cũng chính là một trong những lý do thúc đẩy nhiều nhà sản xuất phải tung ra các bản nâng cấp và cập nhật ngay trong giai đoạn đầu năm nay. Dù sớm giới thiệu thế hệ tiếp theo của City từ cuối năm 2020 nhưng phải đến tháng 1 vừa qua, Honda mới chính thức giao xe đến tay khách hàng. Với những nâng cấp toàn diện về nội ngoại thất, mẫu xe này được nhiều người quan tâm, giúp doanh số đạt 1.579 chiếc ngay trong tháng đầu năm, hứa hẹn tạo ra cuộc đua tam mã cân bằng với Hyundai Accent và Toyota Vios. Đến tháng 2, Mitsubishi cũng tung ra phiên bản CVT Premium mới dành cho Ace với những bổ sung về mặt trang bị. Theo đó, xe sở hữu thêm các hệ thống như cân bằng điện tử ASC, khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước. Theo nhiều đánh giá, ưu điểm lớn nhất từ Mitsubishi Ace CVT Premium vẫn nằm ở mức giá cực kỳ cạnh tranh trong phân khúc, chỉ 485 triệu đồng, bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt với động cơ dung tích chỉ 1,2 lít. Mới đây nhất, Toyota Vios cũng nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift tại Việt Nam, với thiết kế trẻ trung hơn, hệ thống đèn LED bổ sung cho tất cả các phiên bản và nâng cấp tính năng an toàn. Trong khi đó, xe vẫn giữ nguyên những ưu điểm về khả năng vận hành cũng như độ bền đáng nể như trước đây. Đặc biệt, Toyota cũng lần đầu tiên giới thiệu phiên bản GRS dành cho Vios tại Việt Nam với thiết kế mới và cải thiện tính năng vận hành giúp tăng cảm giác lái thể thao, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Sau Malaysia, Việt Nam là thị trường thứ hai ở châu Á đón nhận phiên bản đậm chất thể thao này. Theo đó, mức giá của Toyota Vios cũng được điều chỉnh nhẹ trong năm 2021. Nhà sản xuất Nhật Bản sẽ phân phối 6 phiên bản cho mẫu xe phân khúc B, MT3 túi khí, MT7 túi khí, ECVT3 túi khí, ECVT7 túi khí, GCVT và GRS, đi cùng với đó là mức giá lần lượt là 478, 495, 531, 550, 581 và 630 triệu đồng. Màu ngoại thất trắng ngọc trai sẽ đắt hơn 8 triệu đồng. Với những bổ sung lớn của các mẫu xe đen hâm nóng thị trường ô tô ngay đầu năm, phân khúc B tại Việt Nam hứa hẹn rất sôi động trong năm 2021. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi có sự lựa chọn đa dạng hơn, khi các mẫu xe đã được cập nhật các phiên bản mới nhất, bắt kịp với các thị trường khác trên thế giới.